Nhà thờ rất đẹp. Đây thờ này giờ tầm khoảng cỡ gần 100 mét vuông, được đắp vẽ rất tỉ mỉ. Rồng lư không lớn lắm, tầm 100 mét thôi. Long lân quy phục đắp hoa văn vẽ cảnh. Thời này làm tầm khoảng cỡ 600 triệu. Rồng, hoa văn, cửa gỗ được vẽ rất công phu, chạm khắc. Cung thư bức phong cảnh trên cửa làm toàn bằng xi măng, giả đá. Tiền trang trí nhà thờ này là gần 200 triệu. Với quy mô bình phong phía trước chữ phúc và chữ có mẫu hoa văn.